tại phòng họp của tập đoàn Empire, số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Chương trình họp ban chấp hành của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội mở rộng lần thứ 9, khóa 7, nhiệm kỳ 2017-2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Buổi họp đã báo cáo hoạt động hội trong quý 2 năm 2019 và trình bày kế hoạch hoạt động của hội trong quý tiếp theo. Ban xúc tiến thương mại của Hà Nội 3 sẽ tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại nội khối hàng tháng, các chương trình như Side Visits hay Coaching doanh nghiệp hấp dẫn. Hiện nay có hai cái kênh chủ yếu để dẫn xúc tiến. Thứ nhất là qua cái kênh online. Hiện nay hội đã lập ra những cái group ngoài cái kênh Zalo hay kênh Viber truyền thống, tất cả các thành viên quan tâm đến xúc tiến thương mại, và trên đó mọi người có thể quảng bá những cái sản phẩm, những cái hình ảnh của mình, những cái hoạt động giao thương, và hoạt động đấy là duy trì một cách rất là đều đặn. Bên cạnh đó thì cũng đã đưa ra những cái các chương trình xúc tiến thương mại offline, đó là tổ chức những cái buổi công tác về contract từ kết nối đến hợp đồng. Ban truyền thông sẽ tiếp tục cập nhật một phiên bản hoàn toàn mới của website, xây dựng kênh YouTube riêng chính thức của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội và phát triển kênh Facebook với mong muốn mang lại cho quý bạn đọc nhiều thông tin bổ ích và hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó là cho ra mắt các chương trình video chất lượng như Chân dung doanh nhân, Góc nhìn doanh nhân. Dự kiến trong quý tới, Hà Nội 3 sẽ triển khai hai mục mới là bản tin giao thương và mỗi tuần một doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ các hội viên trong công tác giao thương và quảng bá hình ảnh cho doanh nghiệp. Với cái việc hoạt động truyền thông hiện nay của chúng tôi thì Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội mong muốn là cũng sẽ có những cái chiến lược để điều chỉnh lại hoạt động truyền thông. Trước hết là Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội là một hội thiếu hội viên, và chúng tôi đưa ra cái giá trị cốt lõi hay là slogan của hội hướng tới đó là gì? Gắn kết doanh nhân, nâng tầm giá trị. Và các hoạt động của hội đều đang xoay quanh cái việc đó. Thế nên từ hoạt động truyền thông đó, chúng tôi hiện nay sẽ tập trung vào cái việc mà truyền thông hướng tới hội viên. Chúng tôi xây dựng một hoạt động của hội thực sự là uy tín, các hoạt động đều gắn tới hội viên và mang lại những cái giá trị thực sự cho họ. Từ đó chúng tôi truyền thông đến việc đó, truyền thông đúng với bản chất của vấn đề. Và khi hiện nay chúng tôi đang triển khai thì tới đây chúng tôi sẽ có được những việc tập trung đẩy mạnh kênh truyền thông trên hệ thống nền tảng mạng xã hội. Và chúng tôi sẽ cùng tới đây đang có triển khai xây dựng một hoạt động của hội, đó là một cái kênh, những cái chương trình trên hệ thống mạng xã hội như là YouTube, như là Facebook, đó là có những kênh chương trình đó là Chân dung doanh nhân. Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện thành công thất bại, đó là những cái tâm huyết, là bài học của những doanh nhân, những anh chị đi trước, những người đã trưởng thành, để có thể chia sẻ những cái tâm huyết đóng góp của mình, những cái câu chuyện của mình để cho thế hệ doanh nhân trẻ tiếp theo họ có thể những cái nhìn nhận về chiến lược, về những câu chuyện phát triển thị trường, về sử dụng con người, về những cái vấp ngã, những cái điều họ đã trải qua. Từ đó chính là những cái giá trị cho doanh nhân có thể học hỏi được, và từ đó giúp cho việc xây dựng doanh nghiệp của mình sẽ phát triển tốt hơn, và họ tự tin và họ có cái khát vọng để cùng nhau làm lớn hơn và thực sự dám vươn mình thật lớn. Đồng thời chúng tôi cũng xây dựng một cái kênh, đó là Góc nhìn doanh nhân. Đó là những câu chuyện, những cái góc nhìn của doanh nhân về những vấn đề của xã hội, những vấn đề nào, những vấn đề về kinh tế, chính sách hay các hoạt động của xã hội đang xảy ra. Tại cuộc họp, ban chấp hành và hội viên đồng quan điểm, đào tạo là nhu cầu thiết yếu của rất nhiều doanh nghiệp. Dự kiến trong quý tới, ban đào tạo của Hà Nội 3 sẽ mở các chương trình đào tạo thiết thực để hỗ trợ cho hội viên, như chương trình huấn luyện nhà lãnh đạo xuất chúng cho doanh nghiệp trẻ Hà Nội và chương trình đào tạo quản lý cấp trung. Ban thể thao và CSA vẫn tiếp tục tổ chức các chương trình với mục đích nâng cao tinh thần, sức khỏe, tạo sự gắn kết, và đặc biệt là luôn đồng hành cùng các hoạt động từ thiện, trách nhiệm xã hội. Dự kiến trong quý 3, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội sẽ xây dựng điểm trường cho trẻ em nghèo tỉnh Quảng Trị và tổ chức giải tennis Doanh nghiệp Hà Nội 2019. Cam kết xây dựng hàng năm ít nhất có 2 công trình kiên cố xây cho cái điểm trường các cái vùng cao khăn. Năm vừa rồi Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã làm được ít nhất 2 cái điểm trường, một là điểm trường mầm non Lâm Giang của tỉnh Sơn La của Yên Bái. Vừa xong là làm một cái điểm trường mầm non Tóc Tán ở Sơn La, và tháng 7 này dịp 27 tháng 7 sẽ khánh thành một điểm trường ở xã Do Linh và xã Do An, huyện Do Linh của Quảng Trị. Bên cạnh đó, tại cuộc họp, các hội viên cũng như các thành viên trong ban chấp hành đã đưa ra những tâm tư, nguyện vọng, những ý tưởng mới để đóng góp cho sự phát triển của hội ngày càng lớn mạnh.
Tôi thì có cái may mắn là được đến với cái hoạt động của hội tương đối sớm, cách đây gần 20 năm rồi. Cái việc tôi đến với hội rất là tình cờ, tức là khi đấy là anh Thành chuẩn bị khai trương cái công viên nước, lúc đấy tôi đang làm cái dịch vụ là làm về ảnh kỹ thuật số. Thế tôi đến để liên hệ xin được thuê một cái vị trí ở trong để làm về cái tiệm chụp ảnh. Tôi hẹn anh Thành mang đến thì anh bảo anh có biết em, thế thì em tham gia hội cho vui. Thế anh Thành động viên như thế tôi cũng mạnh dạn nhận và cuối cùng là trở thành thành viên của hội Thanh Niên Trẻ. Là người cũng tham gia hội với cái thời gian tương đối dài như thế thì tôi cũng chứng kiến khá nhiều cái sự thay đổi trong suốt cả một thời gian gần 20 năm. Trước đây thì đến với hội thì cũng như là cái quan điểm của anh Nhất Thành, tức là làm sao để vui, oai, có nghĩa là để cho các cái doanh nghiệp cảm thấy nó tự tin hơn khi mà hoạt động doanh nghiệp, không đứng trơ trọi một mình mà có một cái hiệp hội bên cạnh luôn bảo vệ. Và thứ hai là có thêm các cái thông tin để hợp tác về kinh doanh. Thế nhưng mà sau này thì qua 6-7 đời chủ tịch thì tôi thấy là các cái hoạt động của bạn ấy lại thiết thực hơn. Tôi nhìn thấy là cái đội ngũ lãnh đạo là càng ngày càng trẻ. Thứ hai là vì trẻ như vậy cho nên họ đưa ra những cái ý tưởng, những cái cách tiếp cận rất là hay, độc đáo và hấp dẫn. Các cái chương trình hành động thì nó cũng rất là cụ thể, đưa ra rất nhiều cái hỗ trợ. Người thì cần về hỗ trợ về pháp lý, có những doanh nghiệp thì lại cần về khách hàng, về tìm kiếm cái đầu ra sản phẩm. Sau chương trình họp, một bữa tiệc ấm cúng được tổ chức tại nhà hàng Sen Hồng với hai hoạt động: vinh danh trao giải thưởng giao lưu Gold Ban chấp hành, lễ kết nạp 32 hội viên mới của Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội. Các hội viên mới lần này đều thể hiện được tinh thần tràn đầy nhiệt huyết, mong muốn được tham gia và đóng góp cho phong trào của hội ngày càng lớn mạnh. Thật ra thì Hội Doanh nhân Trẻ Hà Nội nói riêng và Hội Doanh nhân Trẻ toàn quốc nói chung thì anh đã biết đến từ lâu thông qua những cái giải thưởng ví dụ như là Sao Vàng Đất Việt hoặc là đặc biệt là giải thưởng Sao Đỏ dành cho doanh nhân. Tuy nhiên là lúc đó thì doanh nghiệp của anh cũng còn nhỏ, cũng chưa đủ tự tin để tham gia. Nhưng hiện nay thì cũng lớn rồi thì anh cũng muốn là tham gia vào hội để có những cái đóng góp nhất định cho hội và cho cộng đồng. Thì lĩnh vực chính của công ty Amiland đang kinh doanh tức là phân phối bất động sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam, cộng với việc lĩnh vực thứ hai đó là đầu tư thứ cấp mà đang phấn đấu trở thành nhà đầu tư thứ cấp hàng đầu Việt Nam, và lĩnh vực thứ ba là Amiland đang tạo ra một cái hệ sinh thái về công nghệ 4.0 trong bất động sản để hướng tới một cái giao dịch tất cả trực tuyến trong thời gian tới. Thực ra thì khi mà tôi mới làm thành viên thấy là rất là tuyệt vời. Cái điều đầu tiên là tôi được học hỏi từ các anh chị đi trước để gọi là truyền đạt cho những cái kinh nghiệm xương máu trên thương trường để phát triển công ty và phát triển một tập đoàn lớn. Đấy là cái được thứ nhất. Thứ hai nữa là các anh ấy lại rất quý, hỗ trợ rất là nhiệt tình. Rồi rất nhiều những hoạt động khác nữa. Tính đến nay, Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội đã có hơn 500 hội viên chính thức. Nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò tổ chức hội trong phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo là những vấn đề lớn được hội tiếp tục đặt ra. Hai năm qua là một, có lẽ là nhiều người cảm nhận được Hà Nội BA của hai năm qua thay đổi khá là nhiều. Chúng tôi thay đổi mấy cốt hội để dịch chuyển theo cái nhu cầu và cái mong muốn của những hội viên mới. Vì hội là Hội Doanh nhân Trẻ Hà Nội, Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội, trên bao gồm những doanh nghiệp doanh nhân là có tính trẻ. Thế thì mỗi một cái giai đoạn thì cái nhu cầu của họ mong muốn tham gia hội khác nhau. Giai đoạn trước thì cái tham gia của hội của họ đó là một cái nơi để họ có thể trao lưu, chia sẻ và vui vẻ với nhau nhiều hơn. Đến bây giờ thì họ lại cần hơn ở cái sự người ta gọi là học tập, học hỏi lẫn nhau. Chính vì cái dịch chuyển như thế cho nên ngay cái hoạt động của hội bây giờ cũng đã thay đổi khá nhiều so với trước. Bây giờ thì chúng tôi làm việc nó sẽ phải có những cái kế hoạch nhiều hơn, nó quy củ hơn. Chương trình phải có chương trình cả năm. Sau chương trình cả năm thì lại phải kết hợp các cái chương trình lại để làm sao tối ưu cái thời gian của tất cả các bạn. Thì bây giờ ngay các hội thôi thì cũng rất là nhiều hội rồi, chứ không nói chuyện là bây giờ rất là nhiều thứ là nó khác với trước đây. Vậy thì ngay cái việc chúng tôi phải tối ưu là cũng là một cuộc họp, nhưng mà chúng tôi phải kết hợp cả thể thao, cuộc họp rồi lại giao lưu với nhau để làm sao mà trong một cái khoảng thời gian nhất định mà các bạn có thể có được một cái mang lại cái lợi ích lớn nhất. Thì cái đấy là cái mà thay đổi. Thế còn về cái nội dung nó cũng khác. Bây giờ thì tổ hội sẽ tập trung mấy cốt, đó là làm sao mà tổ chức được những cái buổi để và trao đổi cái chương trình. Ví dụ chương trình một năm thì kết hợp với xúc tiến thương mại này, những cái nhu cầu đầu tiên này, giao lưu chia sẻ học tập kinh nghiệm của lẫn nhau này, rồi liên quan đến những cái là trao đổi thông tin nội bộ.
và chúng tôi tiến đến là kể cả là những cái hoạt động mang chất cộng đồng. Rất là nhiều hoạt động xã hội hiện nay của hội đang được triển khai hướng cái cộng đồng, và chúng tôi sẽ xây dựng những cái điểm trường để hỗ trợ cho các cái vùng sâu vùng xa khó khăn. Và xuất phát quan trọng nhất là từ cái nhu cầu của hội viên bây giờ nó đã khác một chiều. Vậy thì trong thời gian tới, đặc biệt là trong một năm nhiệm kỳ của mình nữa, thì anh kỳ vọng gì về những hoạt động phong trào? Hiện nay thì bắt đầu là các hoạt động đã điều chỉnh, và tôi mong muốn rằng là cái năm tiếp theo này nó sẽ định hình rất là rõ ràng, nghĩa là cái cốt của cái hội doanh nhân trẻ, hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội nó khác gì so với cả các hội khác đó. Và khi định hình rõ cái tính cách của nó rồi và những cái lợi ích mà nó mang lại được rồi, thì tôi tin rằng là cái số lượng doanh nghiệp trẻ, doanh nhân trẻ tham gia mới sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Bởi vì hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội đang hướng đến cái là tạo thêm cái lợi ích thiết thực nhất cho hội viên, và theo đúng cái xu thế hướng đến để giao lưu, chia sẻ, cùng nhau phát triển.